Xin chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 1, trang 74, sách giáo khoa đại số và giải tích 11. Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc cân đối và đồng chất 2 lần. A. Hãy mô tả không gian mẫu. Rồi. Ý A, mô tả không gian mẫu. Omega. Nếu như ta viết ra các trường hợp sẽ rất là nhiều đúng không? Bài này ta đã từng làm rồi. Phương pháp sẽ là đặt hai lần gieo tương ứng với hai bộ số YZ. YZ sẽ là các số từ 1 đến 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tương ứng với số chấm của con xúc xắc. Rồi, bây giờ ta có thể tính luôn số phần tử của không gian mẫu, đúng không nhỉ? Số phần tử của không gian mẫu omega. Thì ta biết là gì? Bước 1. Số kết quả có thể xảy ra khi gieo xúc xắc lần 1 là sáu, đúng không nhỉ? Số kết quả hay là số cách? Đây không phải là cách mà đây là số kết quả có thể xảy ra khi gieo xúc xắc lần 1 thì là 6. Tương tự, bước 2 sẽ là số kết quả có thể xảy ra khi gieo xúc xắc lần 2 cũng là 6, đúng không? Tại vì ta có 6 chấm, 6 mặt, xúc xắc 6 mặt tương ứng với 6 chấm mà. Nên mỗi lần đều có thể xảy ra 6 kết quả. Từ đó ta áp dụng quy tắc nhân. Ta suy ra số phần tử ở không gian mẫu omega sẽ bằng 6 nhân 6 chính là 36. Kết quả có thể xảy ra tương ứng với 36 phần tử của không gian mẫu. Ý B. Xác định các biến cố sau. A. Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10. Ta có thể liệt kê ra. Không bé hơn 10 tức là nó phải lớn hơn hoặc bằng 10, đúng không? Đầu tiên là ta xét bằng 10 trước. Như vậy ta sẽ có là 4. Lần thứ nhất là gieo được 4 này. Lần thứ hai là 6, tổng là 10 hoặc 6 4. Tiếp theo đó là 5 5, đúng không? Lớn hơn 10 thì có 5 6. 6 5. Và 66. Như vậy số phần tử của biến cố A sẽ là 6, đúng không nhỉ? Rồi tiếp tục. B. Mặt 5 chấm xuất hiện ít nhất một lần. Ta có thể liệt kê ra, đúng không? Đó là 1 5. Ngược lại sẽ có 5 1. 2 5. 5 2. 3 5. 5 3. Tiếp tục. 4 5. 5 4.
5 năm xuất hiện 2 lần vẫn được. 5 6 6 5. Đúng nhỉ? Như vậy số phần tử của biến cố B của tập B sẽ là bao nhiêu nhỉ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Đúng không? 11. Rồi, ý C, tính xác suất của biến cố A, xác suất của biến cố B. Câu C ta áp dụng công thức thôi. PA thì bằng NA trên N omega. NA bằng 6. N omega bằng 36. Kết quả là 1 phần 6. PB thì bằng NB trên N omega. NB ta vừa mới tính đó là 11. N omega 36, 11 phần 36.